luyện viên Trussi nói học trò căng cứng tâm lý, huấn luyện viên German chúc U23 Việt Nam toàn thắng. Huấn luyện viên Trussi thừa nhận các cầu thủ U23 Việt Nam đã có phần căng thẳng ở trận gặp U23 German, dẫn đến lối chơi không như ý muốn. U23 Việt Nam đã chính thức giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau chiến thắng 1-0 trước U23 German trong trận đấu tối ngày 9 tháng 9 trên sân Việt Trì, Phú Thọ. Trước hàng phòng ngự số đông của U23 German, các học trò của huấn luyện viên Philip Trussi đã gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bàn thắng của Vĩ Hào ở phút 84 đã giúp U23 Việt Nam thắng chung cuộc với tỷ số tối thiểu, qua đó chắc chắn đứng nhất bảng C, giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2024 sớm một lượt đấu. Huấn luyện viên Trussi chia sẻ sau trận, tôi hài lòng vì U23 Việt Nam hoàn thành mục tiêu giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2024. Đây cũng là giải đấu giúp chúng tôi hướng tới Olympic. Giành 6 điểm, giữ sạch lưới, có thành tích đối đầu tốt hơn U23 German, U23 Việt Nam đã chắc chắn đi tiếp, do đó tôi hài lòng về mặt kết quả. Trên cương vị huấn luyện viên trưởng, tôi luôn thôi thúc cầu thủ cải thiện năng lực để hướng tới mục tiêu trong tương lai. Ở trận đấu hôm nay, tôi tự hào với tinh thần cầu thủ. U23 German đã chủ động phòng ngự số đông, tìm cơ hội phản công trực diện để có cơ hội. Với đối thủ lùi sâu, U23 Việt Nam không dễ dàng để tìm khoảng trống, tạo ra cơ hội tấn công. Chúng tôi đã tạo ra khác biệt từ tình huống cố định. Xuyên suốt trận đấu, U23 Việt Nam chống phản công nhờ cầu thủ tuân thủ kỷ luật tốt, do đó chờ đợi thời cơ hợp lý để tung đòn kết liễu. U23 Việt Nam đã chơi không hiệu quả ở hiệp 1 khi để đối thủ cầm chân 0-0. Huấn luyện viên Trussi cho rằng cầu thủ đã bị căng cứng trước cơ hội sớm giành vé đi tiếp. Trong hiệp 1, U23 Việt Nam hơi căng cứng do đứng trước cơ hội có thể giành quyền đi tiếp sớm. Cầu thủ có nhiều pha chuyền lỗi, không có sự liên tục trong phối hợp, tạo áp lực lên hàng phòng ngự. Sang hiệp 2, chúng tôi thay đổi nhân sự và chiến thuật. Tôi thay Hồ Văn Cường vào sân, bởi cậu ấy là quân bài tẩy của U23 Việt Nam. Tôi cũng thay Duy Cương vào sân do Ngọc Thắng đã nhận thẻ vàng trước đó. Sự xuất hiện của Cương tạo ra sự chắc chắn cho phòng ngự. Chúng tôi tự tin chống phản công, củng cố nền tảng để hàng công chơi bóng. Sau đó, đến lượt Văn Khang, Đình Bắc và Vĩ Hào vào sân. Tôi luôn nói những cầu thủ đá chính sẽ bắt đầu trận đấu, còn những cầu thủ dự bị sẽ đóng vai trò kết thúc. Với tôi, Vĩ Hào, cầu thủ ghi bàn duy nhất, vừa là cầu thủ kết thúc, vừa đóng vai trò kết liễu, chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện trong tương lai. Huấn luyện viên Trussi phủ nhận quan điểm cho rằng U23 Việt Nam mất tính đột biến do đá theo bài. Những gì tôi muốn áp đặt lên U23 Việt Nam, đó là cầu thủ phải tuân thủ cách chơi, cách triển khai theo khuôn mẫu đã tập luyện từ trước. Trước đây, các bàn thắng của U23 Việt Nam là những tình huống ngẫu nhiên hay may mắn. Hiện tại, có những khoảnh khắc chúng tôi vẫn cần may mắn, nhưng lối chơi đã có nét hiện đại. Đây là điều tôi muốn cầu thủ thay đổi tư duy tiếp cận. Tôi cho rằng vẫn cần cải thiện nhiều hơn nữa chất lượng cầu thủ trên sân. Làm sao để thay đổi quyết định, kết nối nhịp nhàng hơn? Theo xu hướng bóng đá châu Âu, khoảng 95% thời lượng trên sân sẽ dành cho việc nhận bóng, chuyền bóng. Với những đội như Man City, con số đó là 100%. Có những trận U23 Việt Nam chỉ có trung bình 20% thời lượng trận đấu là dành cho bóng lăn. 80% thời lượng còn lại là dành cho tranh chấp, hành động không rõ ràng, phạm lỗi, phạt đền hoặc đá phạt góc. Cách xây dựng lối chơi hiện tại của tôi là thay đổi tiếp cận trận đấu, kiểm soát quả bóng. Không phải lúc nào cũng dễ dàng xuống cuối sân, khoan thủng hàng phòng ngự đối thủ. Sau trận trước, tôi thấy báo chí Việt Nam cho rằng thắng U23 Guam là đương nhiên. Nhưng hôm nay, U23 Guam đâu phải đối thủ yếu như vậy. Việc U23 Việt Nam thắng U23 Guam, đó là bởi chúng tôi đặt họ vào tình huống phải phạm sai lầm. Để làm trơn tru lối chơi, U23 Việt Nam cần củng cố năng lực cho từng cầu thủ. Huấn luyện viên Trussi cũng đánh giá về những nhân tố mới của U23 Việt Nam. Tôi đã bắt đầu quá trình làm việc, nhận diện tài năng từ tháng 3. Trong đợt tập trung tháng 6, lần đầu tiên tôi tích hợp huấn luyện chung đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Sau đây vào tháng 10, chúng tôi còn 3 trận trong khuôn khổ FIFA Days. Hiện tại, có
có từ 10 đến 15 cầu thủ có thể cạnh tranh suất đá chính ở đội tuyển Việt Nam, được tôi quan sát từ sự thể hiện trên sân trong suốt 6 tháng qua. Toàn đội cần tiếp tục cải thiện, tập luyện nhiều hơn nữa. Bùi Vĩ Hào, cầu thủ được bình chọn là xuất sắc nhất trận, chia sẻ, khi ghi bàn, tôi và toàn đội đã vỡ òa cảm xúc, cảm thấy rất vui mừng. U23 Việt Nam đã chơi kiên cường, với 200% sức để dành tặng chiến thắng cho người hâm mộ. Hình ảnh cổ động viên đội mưa cổ vũ càng giúp tinh thần cầu thủ đi lên. Tôi xin cảm ơn người hâm mộ vì đã không ngại mưa gió để ủng hộ đội tuyển. Bên phía đối diện, huấn luyện viên Miroslav Šalkup thừa nhận thất bại của U23 German trước chủ nhà U23 Việt Nam với chiều sâu đội hình tốt hơn. Chúng tôi không may mắn, nhưng U23 Việt Nam mạnh hơn. Họ xứng đáng với chiến thắng này. U23 German có cơ hội song không tận dụng được. Chúng tôi biết U23 Việt Nam là đội bóng mạnh, song chúng tôi cũng có chiến thuật, tính toán cho trận đấu này. Các học trò của tôi đã giữ được đội hình, ý đồ suốt 90 phút thi đấu toàn đội tạo ra vài cơ hội, nhưng may mắn không đồng hành. Cầu thủ U23 Việt Nam có chất lượng tốt hơn. Họ xứng đáng có tấm vé dự vòng chung kết. U23 German đã có những sai sót và bỏ lỡ cơ hội ăn bàn. Tôi cho rằng đội nào ghi bàn trước sẽ có cơ hội chiến thắng cao hơn ở trận này. U23 German có cơ hội, nhưng để vượt khỏi tầm tay. Sau đó, U23 Việt Nam nắm bắt được cơ hội, họ ghi bàn từ quả phạt góc ở phút 86. Tôi mong U23 Việt Nam có chiến thắng ở trận cuối, qua đó giành trọn 9 điểm để đến Qatar dự vòng chung kết U23 châu Á. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.